Nếu có đi được vào cái hồ đi du thuyền nhà mình đi vào coi cái hồ đi du thuyền, nếu không có nhà mình cũng có đi ở bên ngoài cổng đi ngắm cảnh ha, coi cái thác nước và cốc đông ở không, đứng ở trong đó là đứng thế nào, đứng như thế này ha, đứng như thế này đứng đó chờ khách vào tham quan. Chào các bạn, rất vui được các bạn trở lại xem kênh Trường Lâm Nguyễn. Thì sau khi đi tham quan ở khu trung tâm bán tơ lụa của Trương Gia Giới và đi ăn cơm, thì sau đó cả gia đình lại tiếp tục đi tham quan khu vực ở Hồ Bảo Phong. Thì trên đường đi đến Hồ Bảo Phong thì mình quay cái thành phố Trương Gia Giới mà khu vực du lịch Vũ Lăng Nguyên để tìm hiểu, và mình cũng muốn quay cho mọi người xem cái khu du lịch ở Vũ Lăng Nguyên, cái thành phố này nó như thế nào. Ở đây thì mình thấy họ xây cất trên cái phố chính đa số là theo cái dạng cổ xưa, còn ở phía trong thì họ xây những cái tòa nhà tương đối cũng khá cao. Nhưng mà nói chung ra thì ở bên Trung Quốc thì họ xây cất thì những cái mái nhà vòm cong rất là nhiều, mà phải nói là đẹp cổ. Thì sau ít phút xe cũng chạy đến cái khu vực đậu xe của Hồ Bảo Phong. Bây giờ mọi người đi ghé tham quan điểm thứ ba trong ngày, Hồ Bảo Phong. Thì khi mình đi đến Hồ Bảo Phong á, thì trước mặt mình ở ngay cái chỗ parking đậu xe có một cái bức tường, ở trong đó họ ghi bằng tiếng Hoa thôi, không ai hiểu cái gì cả. Nhưng cái vấn đề đó không quan trọng, vì vậy nên tất cả mọi người bây giờ tập trung lại họp mặt để chụp tấm hình làm kỷ niệm. Đây toàn bộ 22 người cộng với hai hướng dẫn viên nữa là 24 người, là đoàn của Viettravel tổ chức cái chuyến du lịch đi chơi ở Trương Gia Giới, Trung Quốc. Bây giờ nhìn kỹ thì ở đây trên cái bia đá này chỉ có ba chữ là họ khắc, đó là Hồ Bảo Phong. Đây là khu vực cửa chính lối đi vào Hồ Bảo Phong. Thì mình thấy ở hai bên họ trang trí cũng rất là đẹp nha. Kiến trúc ở đây họ thiết kế để lôi cuốn du lịch ở nước ngoài đến. Giá vé ở đây nó rẻ thôi nha. Tầm 120 triệu mọi người. Không có cao lắm, nhưng mà phải đeo. Ok. Xin chào. Thời tiết hôm nay thì tương đối ấm, nhưng mà tuyết vẫn còn nhiều nên chưa có tan hết. Trên đường đi vào khu vực Hồ Bảo Phong thì mình để ý thì ở chung quanh đây toàn là núi không thôi, với có cả thác, những cái thác rất là cao và những cái thác rất là thấp. Thì đường đi lên trên tham quan Hồ Bảo Phong á, thì phải đi lên dốc rất là cao nha. Đi vòng vòng lên trên núi rồi mới đi xuống, bởi vì cái hồ nó nằm ở chính giữa những cái dãy núi, tạo ra thành một cái hồ cũng khá là lớn. Và lát nữa đây thì mình có thể đến đó mình tham quan. Còn hiện tại bây giờ trước mặt mình đây là những cái tiểu cảnh họ thiết kế ở trên cái con đường đi lên tham quan Hồ Bảo Phong. Và ở đây mình thấy họ trồng một cái khu rừng trúc, rừng tre nhỏ thôi, ít thôi, trông có nhiều cho lắm. Nhưng mà đó là một cái cảnh quan được tạo dựng ở trên cái con đường đi vào tham quan Hồ Bảo Phong đây. Và đường đi vào Hồ Bảo Phong nó còn khá xa nghe, chứ không có gần đâu. Mình đi nãy giờ cũng mỏi cả chân. Phải nói là cái đường đi nó không có dốc cao cho lắm, nhưng mà đi lên dốc xong lại leo núi
Và thấy đường đi cũng không được tốt đẹp cho, không được tốt lành cho những cái người lớn tuổi, nhất là những người nào bị thấp khớp, đau đầu gối. Đi cái chuyến du lịch này chắc về nhà phải nghỉ dưỡng rất là lâu để hồi phục lại sức. Và vì từ đi du lịch ở bên Trung Quốc, ở bên Thiên Môn Sơn, Phường Hoàng Cổ Trấn, nói chung là đi bộ rất là nhiều. Đường đi thì rất là trơn trượt, nguy hiểm. Chính vì vậy khi đi đó mình phải dùng cái lực ở bắp chân với đầu gối để mà đi giữ vững cân bằng cho nó an toàn. Lên trên cái khúc cao này đó thì mọi người phải nói là ai cũng rất là mệt, đi rất là từ từ, bởi vì ở bên dưới đường vẫn là trơn trượt. Chính vì vậy đi nó mệt mỏi lắm. Đây mọi người để ý xem đó, hai bên là tuyết, ở giữa chỉ là cái lối đi, nhiều người bước qua thì nó tan thành nước nhưng mà nó lại đóng đá lại, nên đâm ra đi rất là khó khăn, nhưng mà cũng đành phải vượt qua thôi. Đường đi lên lễ hồ Bảo Phong này không dễ dàng một chút nào, bởi vì cái dốc họ lên quá xa quá dài nên mình dễ là mỏi gối. Đấy, trước mặt mình đây là hồ Bảo Phong đây. Phía xa xa có cái căn nhà ở trên mặt hồ đó, thì nghe anh hướng dẫn viên nói là mỗi một khi mà thuyền đi ngang qua thì cô gái sẽ ra hát đón chào hay là một chàng trai gì đó. Ở trên mặt hồ á, thì mình thấy ở đây có rất nhiều cái hốc đá nó sâu vào bên trong, nó tạo ra những cái hang nhỏ thôi chứ không có lớn. Thì mặt hồ thì nước rất là xanh ngọc, rất đẹp. Cảnh quan ở đây mình thấy có sương mù, có rất nhiều sương mù nên nó tạo ra cái không khí, cái hình ảnh nhìn nó rất là thần tiên lắm. Những cái thuyền ở trên hồ Bảo Phong này lạ lắm, họ thiết kế như là một cái xà lan. Ở bên trên đó họ xây cất những cái nhà gỗ bên trên. Còn hướng xa xa đây đó mình thấy có một cái nhà giống như hồi nãy mình nói đó. Sẽ có một người ra hát coi như là chào đón du khách đến tham quan hồ Bảo Phong đây. Đây là cái nhiệm vụ của những người gác ở trong những cái căn nhà này. Cái nhiệm vụ của họ là chỉ có hát đón chào du khách thôi. Bây giờ mà các bạn tiếp tục đi theo chân mình đi sâu vào trong hồ Bảo Phong nha. Đây, hiện tại bây giờ mình đi sâu vào trong cái khu vực của hồ Bảo Phong đây. Thì ở đây thì mình thấy núi non với cây cối thôi. Nhưng mà phải nói rằng là thời tiết bây giờ nó ấm dần lên thì tuyết nó tan ra hết rồi, nên mình thấy khu vực ở đây không có tuyết nhiều như ở chỗ khác. Đừng đứng ở giữa nha, đừng đứng ở giữa. Đây, hôm nay mình có cái chuyến đi địa điểm thứ ba là hồ Bảo Phong.
hồ Bảo Phong sâu được 72 mét. Thì hiện tại bây giờ mình đang ở trên mặt hồ đây. Những cái hình ảnh ở trên hồ Bảo Phong này á, mình thấy với núi non rồi cây cối ở đây mình thấy không đẹp bằng ở Việt Nam mình nha. Đây là cái chuyến mà hồ Bảo Phong rất là tuyệt vời. Cũng may là hôm nay thời tiết nhiệt độ nó lên, chứ khi không thì khỏi đi luôn. Cái chuyến đi hồ Bảo Phong lần này nghe anh Cường nói là cũng có thể được đi thuyền ở trên hồ và cũng có thể không được đi. Chỉ sợ cái vấn đề là trên đường đi lên trên đây tuyết vẫn còn dày, khó đi. Vì vậy nên cũng rất là may mắn. Hello! Tám hồ trong này. Phải tưởng tượng nha. Đây là cái phiến đá mà hầu như những người coi phim Tô Ngộ Không cứ tưởng tượng ra là cái đầu của chú khỉ nha. Đây cái đầu của Tôn Ngộ Không đó. Đây là cái khu vực mà trước đây họ dùng để sử dụng làm phim Tề Thiên Đại Thánh theo lời anh Khoa anh kể. Hình ảnh ở đây mình thấy cũng rất là đẹp nha, rất là nên thơ. Đây là cái cây thiết bản của Tôn Ngộ Không do có sự tưởng tượng của con người đây đó. Đó là thiết bản của Tôn Ngộ Không, nó vậy. Sau hơn một tiếng đồng hồ được trải nghiệm và thư giãn ở trên hồ Bảo Phong thì tàu đã chở mọi người đến bến bờ bên kia và ở trên cái bến này tất cả mọi người sẽ phải xuống thuyền rời khỏi khu vực của hồ Bảo Phong và trở về lại xe. Và lúc đó là sẽ đi tham quan ở một cái địa điểm khác nữa. Xin chào. Đây là cái địa điểm rời thuyền của hồ Bảo Phong sau khi đã đi tham quan. Ở đây mình thấy cảnh quan ở đây mình thấy rất là đẹp nha. Ở đây bến thuyền với núi non mây nước rất là hữu tình. Lúc đi tham quan hồ Bảo Phong thì mọi người phải leo lên núi rất là chật vật vất vả, nhưng mà khi đã lên hồ Bảo Phong mà đi xuống thì tương đối rất là thoải mái luôn. Bởi vì mình đi từ trên cao xuống thì mình sẽ ở đây họ làm cái những cái bậc cầu thang, mình đi tương đối rất là khỏe, chứ không có phải như hồi nãy leo lên cái dốc rất là dài cao nữa. Bây giờ thì hầu như tất cả mọi người rất là thoải mái khi trở về. Đây là những cái cầu thang họ xây dựng đây, với cái chiều sâu cũng không cao, là không có sâu cho lắm. Thì nghe nói là cái mức nước hồ ở trong hồ Bảo Phong này là 72 mét, thì mình nghĩ thì với cái độ cao như vậy rồi đi xuống họ làm những cái cầu thang này thì cũng không cao lắm đâu. Nhưng mà bởi vì ở trên cao mình nhìn xuống mình thấy mình nhìn cái gì cũng nhỏ bé hết, nên mình có cái cảm giác là rất cao nha. Cứ mỗi một lần đi thì bà xã mình hay chờ mình, sợ mình té. Giống cá bụi quá nè. Hả? Nó giống con thằn lằn bự quá. Cá qua qua. Cá này có 4 chân nha. Còn rất là nhiều luôn. Con cá này nó 300 năm khủng khiếp hơn, nó to thôi, cả trên một thước. Đây là một cặp. Đây là cái biểu tượng của con cá Wawa có 4 chân, đây là một cặp lận.
Đấy, hiện tại bây giờ bên dưới là một cặp đó, hai con cá đã nằm sát bên vách bờ đó, bên vách hồ, có bốn chân. Đây là cá qua qua, nó có cái đặc thù của nó là nó thích nằm sát ở bên vách mấy cái hồ mà không có di chuyển. Với lại nó có thể mùa hè á, nó có thể nó bò lên trên đây được luôn. Và nó phát ra cái tiếng kêu là hoa hoa giống như là trẻ đang khóc vậy đó. Ok. Đấy, trước mặt mình đây là phát chắc ra một cái ấm trà. Ấm trà này chắc cũng mấy ông tiên quá. Hôm nay nhiệt độ được lên độ nên đâm ra tuyết rớt thì nó sẽ tan đi rồi, nhưng mà tuyết vẫn còn rất là nhiều. Hiện tại bây giờ mình đang đứng ở trước cái thác của cái hồ Bảo Phong đây. Đây là cái khu vực du lịch hồ Bảo Phong ở Võ Lăng Nguyên. Thì sau khi tất cả mọi người được đi tham quan ở trên hồ và được đi du thuyền ở trên hồ Bảo Phong thì tất cả mọi người bây giờ phải trở ra để đi tham quan ở một cái địa điểm khác nữa. Còn những cái hình ảnh trước mặt mình đây, đây là cái khu vực đi vào và đi ra của khu du lịch hồ Bảo Phong. Sau khi tham quan hồ Bảo Phong thì tất cả mọi người ra xe ca để tiếp tục đi tham quan ở một cái địa điểm cuối cùng nữa, đó là Thổ Ti Thành. Rồi sau khi tham quan Thổ Ti Thành rồi á, thì xe ca sẽ chở mọi người đi ra phi trường. Từ lúc đó là lấy vé, lấy đồ hành lý gửi, xong xuôi là lên đường trở về Việt Nam. Vậy là tốt rồi. Là ngày xưa thì là nhà vua người Thổ gia sống ở trong vùng đó, sống ở trong khu đó. Bây giờ nhà mình đi tham quan cái nhà đó, nhưng mà từ đây đi đến bên kia là tầm là 40 phút mới đến đây, 40 phút mới đến đây nha. Ok à, mọi người thắt dây an toàn đi nha. Trước khi khởi hành á thì là bác tài ở đây có đặc sản, người các con cho em chỉ ăn thử đi nha. Đây là địa điểm thứ tư trong ngày. Hôm nay là cả nhà đi tham quan Thổ Ti Thành. Ở đây mình thấy cái tòa nhà như một cái lâu đài rất là lớn nha. Cổng thành mình thấy xây dựng rất là bề thế, rất là lớn. Đây, hôm nay cả gia đình đoàn Việt Travel đi tham quan Thổ Ti Thành. Nhà vua của nhóm dân tộc Thổ gia, tức là dân tộc Thổ. Ở bên này đã có chương gia thấy có hai dân tộc thiểu số, một là người Mèo, tức là người Hơ Mông ở bên miền Nam đó. Sau đó là bên đây thì là có Thổ Vương, có một cái nhóm dân tộc thiểu số là Thổ gia, dân tộc Thổ. Có một nhà vua là sống ở trong khu này. Đó, thì ở đây thì có nhà mình có nhìn thấy cái biển này, có cổng này thì là Đông Nam Thủy Nhất Công. Có mấy chữ Trung Quốc là Đông Nam Thủy Nhất Công. Tại sao có cái này? Bởi vì ngày xưa là Nhật Bản bắt đầu từ ngày xưa cũng xâm nhập Trung Quốc rồi, đặc biệt đến nhà Minh. Nhà Minh thì xâm nhập trên Trung Quốc là rất là nhiều đó. Sau đó thì là Trung Quốc thì nhà Minh thì đổ trước bộ đội, quân đội đi chống lại, thì chống Nhật đã được bắt đầu từ ngày xưa là có như thế này. Sau đó bên này có vùng dân tộc thiểu số cũng có cho bộ đội sang bên kia chống, hy sinh rất nhiều và cống hiến rất lớn, cho nên là hoàng đế Chu Tể thì là cho cái này là Đông Nam Để Nhất Công viết cái này và tặng cái này cho nhà vua này và xây ở cái vị trí này. Và Đông Nam Thể Nhất Công ý nghĩa là bên đây là Đông Nam Bộ của Trung Quốc. Đông Nam Bộ của Trung Quốc là Để Nhất Công, tức là công lao lớn nhất. Để nhất công thần. Để nhất công lao. Vâng. Thì và ở bên này nó có một cái chữ này là chữ hổ. Cái biển này nó có chữ hổ. Con hổ này chữ là ở bên này á thì có một đoạn thời gian là xã hội mẫu hệ, tức là phụ nữ thì vị trí cao hơn, một người phụ nữ có thể lấy nhiều người chồng, mười hai người không biết được, nhưng mà chỉ có một đoạn thời gian ngắn thôi, sau đó là dần dần phát triển là đàn ông thì cái vị trí cao hơn rồi đó.
Thì cái tứ hồ này thì là trước hoàn thể bây giờ không ai biết được, bởi bây giờ người thanh niên đọc thì người thanh niên không có biết được. Hoàn thể Trung Quốc thì là chỉ có Hồng Kông và Macau cái dùng lấy cái chuyện trong hoàn thể. Ok, nhà mình đi lên bên này đi, đi lên bên này tham quan đi. Okay. con trai là con được không? Chân trái là con được. Nó cầm tàu xuống này, cái tàu xuống này không dám nói một câu một miếng ai đó thì là mấy ông bà ngồi cho bà la. Cũng là đây là mấy người mấy ông này này, nó cho tàu xuống ở đây là cũng thần tiên này, nhà thì mình cứ thấy là con đầu rồng, con đầu rồng ở bên này cũng có quay con rồng là tổ tiên của ngày xưa. À, cũng là ở đây là quảng trường là nhảy múa hoặc là có hồi hộp năm nào cũng có ngày mùng 3 tháng 3 này, ngày mùng 6 tháng 6 này, ngày mùng 7 tháng 7 này, còn cuối năm này đó thì là sẽ có hồi hộp đây. Và ở bên này có leo rau núi này, có thấy kia kìa, đấy cái rau ở trong đó này đó, leo nó rất là sắc đó. Là mình có đứng gần gần quay đi, đứng gần gần quay đi, qua bên đây ha. Đây là bàn thờ của người ta à, là cúng tổ tiên ở trong này, tức là cũng là một người anh hùng dân tộc. À, mày có thấy ở đây này, đây là pháp sư mới làm phép xong mới leo được cái này, anh nhà mình có thấy không? À, bây giờ không có biểu diễn này, nó nguy hiểm, cái này rất nguy hiểm, rất là sắc, là nó leo lên nó không có bị thương tí nào cả. Đó. À đó, lên được à, thấy chưa? Cái con là gì? Ok, xin mời, nhà mình đi qua bên đây. Qua bên đây. Ngày xưa thì Thổ Vương có 98 phòng ở bên trong, và nhưng mà có 99 phòng, cái phòng 99 thì là cho chuyên bắt cô dâu người khác, người ta đi vào ở đó. Đây là gọi là hồ đi hành cung, tức là chuyên cho hoàng đế đi vào ngủ ở trong đó để hành lạc, làm việc ấy, làm việc buổi tối, làm việc đấy. Ban ngày làm việc thì ở bên này, buổi tối làm việc ở bên này, buổi tối làm việc chỉ có làm việc với vợ thôi à. Mà 98 phòng, 99 phòng, 99 phòng. Vâng, nhưng mà bên trong là nó bị phá hết rồi à, bị phá rồi. Cái này là cái này gọi là phòng của vua. À, phòng của vua. Này là phòng ngủ của vua. Xây, nhưng mà cái cửa này cũng xây lại đấy. Vua Đồng Phong. Có sửa lại rồi đó, trồng tua lại rồi. Chỗ này là có 99 phòng để cho vua động phòng. Vua động phòng, động phòng đó, đúng rồi. À, còn bên đây á là bên cho đây là ban phòng, ban ngày ban phòng làm việc á, của nhà vua. Đây, có 9 tầng, tất cả là có 9 tầng ở bên này. Là đã hơn là 980 năm rồi, cái tòa nhà này. Ồ, cái tòa nhà 980 năm. Toàn bộ là xây bằng gỗ hết, không có một đinh nào. À. Nhưng mà bây giờ xây lại, sửa lại là có đinh kim loại. Trước đây là kiến trúc của cái này là không có đinh. Ừ. Đó. Và theo phong thủy đó, là có xây một cái quan rồng ở trong đó. Quan rồng nó nước, thoát nước, nó hệ thống thoát nước là thoát nước xuống bên kia. Còn cái cây này họ tại sao họ cái cây này là cây đa này, Việt Nam này cây gọi là cây đa này, nhưng mà cái dây đỏ tại nghĩa... sao ý nghĩa là cũng như Việt Nam là cầu may mắn, cầu phúc này, có chữ phúc này, thấy chưa? Hoặc cầu tiền tài này, hoặc là cầu tình yêu này. Đó, người ta buộc cái dây này là cầu nguyện, cây cầu nguyện. Rồi mọi người có thể đứng ở đây đấy cái cành này, hoặc là đứng đây chòm tấm bên đây
Đã, chụp xong là mình lên lên cái tòa nhà kia này tham quan ha. Mấy chị cứ đòi chụp hình. Chân vua cũng được. Dây gì? Dây cầu hoa mạn lắm mới được rửa chân vua. Ôi giời ơi, quý lắm đấy. Dễ giàu gì mới có cầm. Con hoa hoa, cá bốn chân. Còn hướng bên trên là rồng nhà nước thì cá hoa hoa ở bên dưới há miệng uống nước. Đây chắc là cái bản đồ hồi xưa của cái khu vực ở đây đó. Bản đồ. Ở đây họ tạc lại những cái bức tượng bằng đồng của những cái người lính vào cái thời đó. Đây là căn nhà 99 phòng của vị vua thời xưa của bên Trung Quốc đây. Nghe anh hướng dẫn viên anh nói là bên trong nó bị phá hư hết rồi, cấm không có cho mọi người vào. Còn đây là mình đang hiện tại bây giờ mình đang đi tham quan cái khu vực làm việc của nhà vua. Ban ngày thì ông làm việc ở đây, ban đêm thì ông qua bên kia. Đây rồng nhà nước. Và bên này đấy là mình có thấy cái điều gọi là điều đúng không? Điều là điều bố mẹ, điều con này, hai cái này, cái điều này là điều bố mẹ. Chân, bởi vì tại sao? Bởi vì người ta sống ở trong vùng núi, bố mẹ lớn tuổi rồi để trong nhà, đó rất là nguy hiểm, sợ bị thú rừng ăn á, bắt ăn á, cho nên thì đi đến đâu cũng đều đi. Điều sau. Còn đây là mấy cái vật dụng hồi xưa dùng đúng không anh? Đây là nhà mình không có biết được cái này là màu đỏ này á, thì là chu sa là đúng rồi. Thần sa đó. Trong An Cung Như Hoàng bản á, nhà mình có biết không? An Cung Như Hoàng đúng rồi, bên trong cũng có hàm lượng cái này. Phải dùng để trang điểm cho phụ nữ phải không? Không, trang điểm không có dùng cái này, phí lắm, cái này quý à. Trong trang điểm không dùng chu sa. Cái này thì trừ tà trừ ma, pháp sư làm phép là phải dùng đến chu sa này. Lấy cái giá lá bùa rắn ở trong đầu góc sắc chết là phải dùng cái này. Vâng, đúng rồi, phải dùng đến cái này. Và còn quan trọng là bên đây là thì là có dùng cho thuốc bắc. Trừ tà trừ ma. Cái thuốc bắc ở bên này giỏi lắm ở bên này. Còn cái kiếm kia làm cái gì vậy anh? Cái kiếm này là bị tồi nên sử bạc ở chuyện chém. No. Thật ra chịu kém. Rồi. Ta chịu này. Sinh đẻ, tức là sinh trẻ con ra là đó. Thì là trẻ con phải lấy cái nước cho vào tắm ở trong này, lấy nước. Bởi vì nước nóng nóng đến 40 độ nó sẽ có cái khử độc khử trùng là mới sạch sẽ. Sau đó tắm trẻ con mới sinh ra thì cho tắm. Mà để đây có ai lấy? Có. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
果根酥10包100元，果根酥10包100元。10包100元，果根酥10包。Thì là đi ăn cơm xong, sau đó Cường sẽ có đưa mọi người đến sân bay làm thủ tục, mới chia tay. Bây giờ còn sớm, còn mấy tiếng đồng hồ, đây. Bắt đầu thì đến sân bay đúng rồi đó. Đến sân bay thì làm thủ tục, làm chung đi nha, làm thủ tục chung, làm xong đó, sau đó mới đưa lại, chuyển lại, giao lại hộ chiếu và ký boarding card, tất cả cái phiếu, và ký cửa hành lý xong, sau đó Cường thì chưa đây, đây, ok, thì bây giờ nhà mình đi ăn cơm trước đi, bên này đó, bởi vì cái quán khác là xào món ăn á, cái quán khác chưa có mở cửa. Bây giờ phải đi ăn cái lẩu nấm. Lẩu nấm bữa nhà mình từ bên Phùng Hoàng Cầu Giấy đi tàu hỏa đến bên đây đó, nhà mình ăn một bữa lẩu nấm đó. Mọi người khen cái quán đó là ngon á. Đó. Đó. Đó bây giờ nhà mình phải quay trở lại ăn một bữa đó. Có được không? Mà cái quán khác người ta cũng có mở cửa được, không được cũng phải được. Anh Cường. Phùng Hoàng Cổ Trấn thuộc tỉnh Hồ Nam, nhưng mà bên kia có Châu Tử Chỉ dân tộc Thổ Gia dân tộc Miêu tương tây của tỉnh Hồ Nam. Đó là Phùng Hoàng Cổ Trấn nằm ở Châu Tử Chỉ. Châu Tử Chỉ. Vâng. Còn ngang với thành phố Trương Gia Giới. Ngang với thành phố Trương Gia Giới. Còn núi gì đó, núi Thiên Môn Sơn thì Thiên Môn Sơn thuộc vào thành phố Trương Gia Trương Gia Giới. Ở trung tâm thành phố Trương Gia Giới. Giới thiệu cho vâng, vâng. Rồi cái hôm nay là mình đi đi cái gì thổ ti thành. Thổ ti thành. Nhưng mà cái nhà mà 99 phòng là như thế nào? 99 phòng đó, trong đó có 98 phòng là vợ và ông thổ vua. Ông vua nó được 98 vợ. 98 vợ luôn. 98 người vợ. Phòng 99 thì là chuyên bắt cô dâu người ta. Ok. Bây giờ không còn rồi à, bây giờ không còn rồi. Bây giờ thì bỏ rồi. Ok, ok. Vậy cảm ơn thầy anh Cường nha. You're welcome. Bye bye. Hôm nay coi như anh Cường là ngày cuối. Tối nay là ngày chót là anh đưa mình đi ra ngoài phi trường. Là xong xuôi là chia tay với anh luôn. Đó là vậy. Cảm ơn các cô chú anh chị và chúc các cô chú anh chị là sức khỏe dồi dào.
làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào và làm ăn phát đạt. Và hẹn gặp lại bất cứ ở thành phố nào. Ok, cảm ơn nhiều. Ok, cảm ơn nhiều. Rồi, tiếp theo xin trân trọng giao lại cửa Việt Châu Bộ. Cửa Việt Châu Bộ này rất là quý lắm. Bây giờ phải chưa tay rồi. Bây giờ là xin giao lại cửa Việt Châu Bộ cho Khoa. Xin một tràng vỗ tay. Cảm ơn nhiều. Bây giờ thì chưa có phải là nói lời chia tay, tại vì Khoa sẽ cùng với lại tất cả các cô chú anh chị mình đi về tới Việt Nam. Sau khi mọi người nhận hết hành lý đi ra ngoài, lúc đó chúng ta mới bắt đầu chia tay. Khoa sẽ là người cuối cùng rời khỏi sân bay, cho nên là đoàn của mình cứ yên tâm nha. Thì thôi, có trải qua 6 ngày, ngày hôm nay là ngày thứ 6 rồi, chúng ta đi cùng một chuyến xe, coi như là cùng một gia đình. Và thực sự là đi cái đoàn này á, là đầu tiên là em Khoa nhận đoàn cũng rất là lo quý vị. Và đố quý vị biết lo chuyện gì? Dạ đúng rồi, đoàn này thì có rất nhiều các cô chú lớn tuổi và có rất nhiều cô chú là cũng ngang với lại mẹ của em Khoa. Cho nên là thấy rằng wow, không biết là đoàn mình có vượt qua nổi những cái khó khăn là đi bộ nhiều nè, leo núi nè, rồi chịu lạnh được hay không. Nhưng mà chứng tỏ một điều rằng chúng ta đoàn kết thì chúng ta có cái sức mạnh rất là lớn quý vị. Và bằng chứng là mình thấy là rõ ràng là đi là mọi người cùng động viên nhau, cùng che chở, cùng nắm tay dìu nhau. Và đây là cái cơ hội để cho mấy chú là ôm vợ mình, nâng niu vợ mình mỗi lần mà lên xe xuống xe. Cho nên là chúng ta đã vượt qua được hết tất cả mọi thứ. Và cho tới giờ phút này thì em Khoa dám tự tin rằng 99% tour này đã thành công. Và em Khoa cũng có đại diện cho đoàn đã gửi cái tiền tiếp mà tất cả quý vị chúng ta đóng đó cho anh Cường với lại tài xế đầy đủ rồi. Hồi nãy anh Cường cũng đã báo cáo với lại cả nhà là đã nhận đầy đủ. Thì cũng xin được cảm ơn một số cái cô chú là cũng có gửi thêm riêng cho em Khoa. Thì cũng tâm sự với lại cả nhà luôn. Có một số người biết thì cũng có một số người cũng chưa biết. Em Khoa thì năm nay cũng đã 45 tuổi rồi. Và cũng có lập gia đình hơi trễ chút xíu. Cũng mới vừa có hai bé bi, sinh đôi. Hai bé thì cũng được 13 tháng rồi. 13 tháng thì mọi người nói là đây là cái phần thưởng rất là quý giá cho bao nhiêu năm chờ đợi có được hai cô công chúa. Thì cũng cảm ơn cả nhà đã một lần nữa tin tưởng công ty du lịch Vietravel làm người bạn đồng hành. Và qua đó thì em Hoa cũng có cái vinh dự là được phục vụ cho tất cả các cô chú anh chị trong cái suốt cái chuyến đi. Và cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với em Hoa, cùng với em Cường, cùng với anh Cường là vượt qua được tất cả những cái địa điểm tham quan, những cái gì mà khổ nhất, mà những cái gì mà khó khăn nhất, quý vị cũng không có kêu rên một tiếng nào hết trơn á. Phải nói là đoàn của mình là quá quá thật sự là hạnh phúc. Và cũng nhân dịp đầu năm thì Khoa cũng xin chúc cho tất cả cô chú anh chị cùng với gia đình một năm mới thật là nhiều sức khỏe, thuận buồm xuôi gió. Bây giờ thì chắc có lẽ là cái không có làm ăn nữa rồi, đúng không ạ? Nhưng mà tiền cũng phải vào như nước. Xin được cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Một lát nữa thì ra sân bay, anh Cường với anh Khoa sẽ cùng làm thủ tục cho cả đoàn. Thì ở sân bay này nó sẽ khác ở Tân Sơn Nhất mình một tí, có nghĩa là họ sẽ làm thủ tục theo đoàn. Mình sẽ đưa toàn bộ passport lên và họ sẽ ra boarding pass hết. Sau khi có boarding pass xong thì sẽ gửi cái boarding pass với lại cái passport cho từng thành viên một. Lúc đó chúng ta mới bắt đầu gửi hành lý. Thì có khả năng nha, chúng ta sẽ có 22 cái ghế ngồi gần nhau, nhưng mà chưa chắc là gia đình mình ngồi kế được ngồi chung với nhau. Thì mình linh động, mình lên máy bay mình đổi với nhau không sao hết nha. Tại vì nhiều khi là họ đã khoanh vùng 22 cái ghế đó gần nhau thì mình linh động mình đổi với nhau thôi nha cả nhà. Mình cứ dựng lên mình ổn định chỗ ngồi đi, rồi từ từ mình đổi.
Và sau khi mà mình gửi hành lý xong á, thì chúng ta sẽ bắt đầu mình vào bên trong để làm thủ tục xuất cảnh. Thì khi làm thủ tục xuất cảnh, nhớ bữa nhập cảnh mình như thế nào không? Yeah, mình có đứng theo thứ tự nha, đứng theo thứ tự nha. Và còn lại 5 cô chú mà mình cái passport nước ngoài đó, thì chúng ta sẽ đi riêng một cái line riêng. Rồi mình qua kiểm tra an ninh, kiểm tra an ninh hành lý tất cả mọi thứ xong là vào trong đó có một cổng, một duy nhất thôi, không có cái cổng thứ hai đâu. Lúc đó em không mới đi về, cho nên là đoàn mình cứ yên tâm nha, đừng có nghĩ là đi xuống máy bay không thấy Khoa đâu rồi lại lo. Khoa đi trước để Khoa vào Khoa làm thủ tục trước, rồi Khoa xuống và coi thử cái mình lấy hành lý ở đâu để lo cho đoàn, thì Khoa sẽ là người ra khỏi sân bay cuối cùng nha. Rồi ok, như vậy là chưa chia tay nha cả nhà. Một lát nữa thì mình chỉ có chia tay anh Cường thôi, còn Khoa là một lát phải xuống tới sân bay ôm hôn nhau nha. Dạ, chia tay nhau thân thiết nha. Dạ rồi, cảm ơn tất cả các anh chị. Bây giờ là 8:20 mà chuyến bay mình 9:00 mới bay. Hiện tại bây giờ mình chờ để check in hành lý, vé máy bay với lại gửi hành lý đây. Tất cả hành lý của đoàn đều xếp hàng dọc như thế này. Sau khi được xe ca chở đến phi trường thì hầu như là mọi người phải chờ đợi ở đây khoảng 1 tiếng đồng hồ hơn nữa mới được check in. Vì vậy ai cũng phải đi tìm một cái chỗ ngồi để ngồi nghỉ xả hơi, chờ cái giờ để lên máy bay. Và hiện tại bây giờ mình thấy ở đây cũng rất nhiều là người Việt nha, đa số là của Việt Travel tổ chức. Đây, đây hôm nay phải nói là rất cảm ơn anh Cường đã làm hướng dẫn viên rất tốt ở bên Trung Quốc. Chính vì vậy nên chúng tôi, anh em chúng tôi mới có chuyến đi thăm Bể Trương ra giới rất là tuyệt vời luôn. Có lẽ lần này lần đầu mà không bao giờ quên cả. Hy vọng sẽ có lần thứ hai gặp lại anh. Sau hơn một tiếng ngồi chờ đợi thì rốt cuộc tất cả mọi người cũng được lên máy bay một cách an toàn, thoải mái. Và chuyến bay của mình đi đây là chuyến bay của Vietjet, máy bay của Việt Nam mình đó, Vietjet. Sân bay Trung Quốc lúc 9:30 tối. Máy bay hiện tại đang lăn bánh đi ra ngoài phía đó. Đối với hành khách ngồi hàng ghế có cửa thoát hiểm, cần lưu ý. Hiện tại bây giờ máy bay đang ở trên phi đạo và chờ đợi để xin phép cất cánh. Sau 5-10 phút chờ đợi thì máy bay được phép cất cánh. Thì hiện tại bây giờ máy bay đang tống ga để rời phi đạo. Bây giờ máy bay cất cánh rất là an toàn nghe, đang hiện tại bây giờ đã rời khỏi mặt đất. Khi cất cánh thì máy bay lên rất là nhẹ nhàng nghe. Ở trên cao mình ngó xuống bên dưới thành phố Trương Gia Giới, mình thấy đèn đóm rất là đẹp. Sau khi bay được nửa tiếng hơn thì các du khách được phục vụ bữa ăn nhẹ về đêm, để khi đến về Sài Gòn là chỉ có đi ngủ. Sau khi bay hơn 3 tiếng đồng hồ thì máy bay cũng đáp xuống an toàn đến phi trường Tân Sơn Nhất. Bây giờ là 1:15 sáng. Đây là những cái hình ảnh cuối cùng mà mình ghi lại trước khi rời sân bay trở về nhà đi ngủ. Thì hiện tại bây giờ du khách khi xuống máy bay thì được chuyển lên xe buýt trở vào cảng, rồi sau đó mới làm thủ tục nhập cảnh và lấy vali. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh an ninh thì với lại lấy vali rồi thì cũng là trên 2:00 sáng rồi. Chắc cái chuyến này mình về nhà chắc cũng khoảng 3:00 sáng.
Thời tiết hôm nay lúc 2 giờ sáng rất là nóng nha. Bây giờ mình đoán chừng 27, 28 độ C đó. Nóng kinh hồn luôn. Sau gần nửa tiếng mình mới đón được taxi. Phải nói cái chuyến đi Trung Quốc lần này chuyến về thì mệt lắm. Bởi vì sáng sớm mình đi cho đến bây giờ mình mới trở về đến Việt Nam và trên đường đi về nhà. Thì bây giờ video tương đối cũng khá dài rồi. Mình cũng xin mạn phép các bạn mình tạm dừng cái clip video này ở đây. Và không quên mến chúc các bạn có một buổi tối ngủ thật ngon, nhiều mộng đẹp. Và hy vọng rằng là các bạn khi xem video của Trường Lâm Nguyễn ủng hộ kênh Trường Lâm Nguyễn bằng cách like và subscribe. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha.